với mức lãi suất 5% một ngày. Bạn sẽ có các chuyên gia hướng dẫn và chỉ việc làm theo chuyên gia. Bạn chỉ cần chuyển tiền vào, còn việc kiếm tiền hãy để chuyên gia lo. Kiếm tiền thì để cho chuyên gia kiếm. Có công cụ chỉ cần làm theo là có thể hái ra tiền, có thể kiếm ra tiền ngay khi bạn đang ngủ. Càng nhiều người giao dịch thì số tiền hoa hồng của bạn sẽ càng lớn. Đó chính là câu chuyện mà bạn sẽ được nghe khi tham gia vào các hệ thống chơi này. Hình thức chơi rất đơn giản. Bạn chỉ cần đợi 30 giây để nhấn buy or sell khi bạn có thể thắng hay thua. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với Tâm điểm tiêu dùng của báo Người tiêu dùng. Và tôi là Quỳnh Anh, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Thưa quý vị, nếu chỉ có đi cà phê và kiếm được 10 triệu một ngày thì quý vị có tin không? Hoặc là một công việc nào đó chỉ sau 6 tháng bạn đã có nhà, có xe thì quý vị có làm không ạ? Vâng, nếu có điều đó thật thì chắc chắn tôi sẽ là người làm việc đó đầu tiên. Và nếu đó không phải là công việc trái với pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong một thời gian ngắn gần đây, trên Facebook xuất hiện rất nhiều những quảng cáo hoặc status cá nhân khoe rằng việc kiếm tiền nhanh chóng chỉ bằng việc đi uống cà phê hay những cụm từ như tiền tự chảy vào tài khoản khi đang ngủ. Sau khi hỏi những người này thì họ có chia sẻ rằng họ có được thành quả đó là nhờ từ việc đầu tư bán ngoại tệ. Vâng, đầu tư bán ngoại tệ có phải là một môi trường ai cũng có thể thực hiện hay không? Hay đó chỉ là một hình thức để thực hiện việc cá cược? Xin mời quý vị hãy theo dõi những hình ảnh mà nhóm phóng viên báo Người tiêu dùng ghi lại. Ban đầu người chơi sẽ được cung cấp một tài khoản ảo và chơi thử cho đến khi thành thục. Sau khi chơi thành thục và thắng nhiều thì bạn sẽ nạp tiền thật vào để chơi. Với hình thức mở các lớp học để đầu tư tài chính thông minh miễn phí, nhưng thực chất những người đứng lớp này đang giảng dạy người chơi về phương pháp chơi và hướng dẫn cách nạp và rút tiền. Đây thực chất như một trò chơi. Tuy nhiên, những người được mời chơi này lại cho rằng mình đang đầu tư buôn bán ngoại tệ. Vào vai người đang có nhu cầu tham gia chơi, phóng viên đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Sau khi những người chơi này nạp tiền, các thành viên sẽ cung cấp một phần mềm để có thể tự động chọn lựa buy or sell. Phần mềm này sẽ được hiểu đơn giản là copy hoàn toàn những lệnh mã theo các chuyên gia. Và chuyên gia chính là những người chơi đã được các hệ thống lựa chọn sẵn. Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên báo Người tiêu dùng đã có cuộc trao đổi ngắn với luật sư Nguyễn An, hãng luật cộng đồng. Về cái giao dịch đã được xác định là sàn thì mọi giao dịch nó sẽ phải theo phiên. Và cái phiên đó nó phải có được cái thời gian nhất định. Chứ không thể nào nói là 30 giây, tôi nghĩ là chắc việc đó thì không biết căn cứ vào cái tập hợp dữ liệu nào để họ dẫn đến một cái thay đổi cái giá giao dịch của các cái đồng tiền nước ngoài đó. Thì chúng ta phải khẳng định rằng là khi chúng ta đang tham gia vào cái việc mà giao dịch bất hợp pháp này thì đồng nghĩa là chúng ta đang bị họ dẫn dắt bởi một cái luật chơi riêng của họ và làm cho người chơi cảm giác rằng là mình đang phải chạy theo cái xu thế, như xu thế đó xu thế ảo, và bất cứ lúc nào họ cũng sẽ bị mất cái số tiền của họ, mà đây là chúng tôi đang nói là cái số tiền thật mà họ đã bỏ vào. Còn lại đâu thì cái việc đó chơi đó họ làm cho người chơi cảm giác có lúc mà ăn được một chút, nó giống như cờ bạc, cảm giác có lúc họ nhả ra cho mình ăn được một chút để mình chơi tiếp, rồi sau đó thì họ thì sẽ dẫn đến thua, mà thua lúc đó là mất cái số tiền thật của mình đã đưa vào. Bản chất của việc tham gia hệ thống này như việc bạn tham gia một trò chơi, và việc thắng hay thua thì đều có yếu tố rủi ro rất cao. Không chỉ có vậy, còn có yếu tố lật kèo của người tạo ra sân chơi. Những sinh viên này lẽ ra giờ này họ đang phải ngồi ở đâu đó để học bài hay là một công việc gì đó để nâng cao chuyên môn, thì ngược lại họ lại tụ tập tại các quán cà phê để chơi, nhưng lại nghĩ rằng là một giải pháp để kiếm tiền thông minh, và họ đang tham gia thị trường tiền tệ thế giới. Theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Ngoại hối, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng các dịch vụ ngoại hối ở trong và ngoài nước sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. Do vậy, tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối là trái pháp luật.
Vâng, bạn chỉ cần nạp tiền, còn việc kiếm tiền thì hãy để chuyên gia lo. Đấy là câu hứa chắc nịch của những người tham gia chơi US Trade. Bên cạnh đó thì người thắng cuộc chưa thấy đâu, nhưng người thua thì ít nhất từ 1.000 đô đến 2.000 đô thì đã có. Qua phóng sự này thì chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ hình thức này có những sai phạm và đây có phải thực sự là môi trường để đầu tư hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này trong những bản tin tiếp theo. Mọi chi tiết đóng góp xin gửi về báo Người Tiêu Dùng số 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc hotline 093 55 55 538. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.